Xin chào quý vị và các bạn cũng đến với kênh là TK Bonsai. Và hôm nay kênh cũng review một số cây bonsai thành phẩm ở vườn kiển Mai Xuân Lê nha bà con. Rồi chào bác Xuân, bác Xuân ơi. Dạ em chào anh Quốc, em chào quý cô chú anh chị mình nha. Thì hôm nay anh Quốc tới vườn em thì em có một số tác phẩm giống như là bông trang, ổi, sam núi, linh sam và mai chứa thủy, sam hương để giới thiệu đến quý cô chú anh chị. Thì em là Mai Xuân Lê, địa chỉ vườn nhà em là ở ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Và số điện thoại liên hệ với em là 0356 731 116 ạ. Thì mở đầu clip ngày hôm nay thì em xin giới thiệu là một cây bông trang ha, mẫu đơn đỏ lá nhỏ ạ. Cây già, dáng bay, phơm tàn mịn, đang cho hoa đầy cây luôn ạ. Có cành già. Cây thần chậu nha quý cô chú anh chị, và nở cũ ạ. Rồi em xin phép em đo kích thước ạ. Chiều cao của nó là 36. Tán ngang của nó là 45. Rồi em xin phép em đo hoành ạ. Hoành của nó là 18 ạ. Cây số 1 em xin báo giá là 3 triệu 9 nha. 3 triệu 9 em bao ship cả chậu. Quay vòng đi. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 2. Mã số 2 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam hoa trắng phất hồng nha. Cây thuần chậu ạ. Đang cho hoa trên cây luôn. Rồi em xin phép em đo kích thước cây này ạ. Chiều cao của nó là 30. Tán ngang của nó là 50 ạ. Rồi em xin phép em đo hoành nha. Hoành của nó là 33 ạ. Cây mã số 2 em xin Zalo với giá là 1 triệu rưỡi ạ. Quay đi quay. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 3. Mã số 3 thì em xin giới thiệu đây là một cây sam núi trái nha. Dáng thác đổ ạ. Phơm tàn già rồi. Đang có cho trái trên cây luôn ha. Cây thuần chậu ạ. Cây này là không có sẹo nha quý cô chú anh chị. Và bộ đế nơm lên ha. Dáng thác đổ. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Chiều cao của nó là 35. Cái tán đổ của nó là 58. Tán ngang của nó là 59. Cây mã số 3 em xin Zalo với giá là 4 triệu rưỡi ạ. Hoành luôn đi. Quên đâu hoành luôn. Hoành của nó là 13 ạ. Ông 13 đi ha. Giá 4 triệu rưỡi nha quý cô chú anh chị. Mã số 3. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 4. Quay đi quay anh đi quay dàn xương. Mã số 4 là em xin giới thiệu một cây mai chứa thủy lá trung nha.
Cây thuần chậu ạ. Em lặt lá để ra hoa nha quý cô chú anh chị. Rồi, em xin phép em đo kích thước cây này ạ. Chiều cao của nó là 21. Tán ngang của nó là 46. Này làm hoa tết. Rồi, em xin phép em đo hoành ạ. Làm thức. Hoành của nó là 21, 20 ạ. Hoành 20. Rồi. Cây mã số 4 em xin Zalo giá 600 ngàn ạ. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 5. Mã số 5 thì em xin giới thiệu là đây là một cây mai chứa thủy luôn ha. Nếu mà mua một cặp thì em bớt chút rỉnh ạ. Cây đang cho hoa trên cây luôn. Rồi em xin phép em đo kích thước ạ. Chiều cao của nó là 25. Tán ngang của nó là 37. Rồi, em xin phép em đo hoành ạ. Hoành của nó là 20 ạ. Thì cây mã số 5 em xin Zalo với giá là 600 ngàn ạ. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 6. Mã số 6 thì em xin giới thiệu đây là một cây sam núi trái nha. Cây dáng thác đổ ạ. Cây già. Thuần chậu phơm tàn cũng mịn rồi nha quý cô chú anh chị. Rồi, em xin phép em đo kích thước ạ. Yeah. Chiều cao của nó là 37. Cái tán đổ của nó là 61. À, em nhìn nhìn đây. Rồi. Tán ngang của nó là 52. Quanh đó. Rồi em xin phép em đo quanh. Hoành của nó là 14 ạ. Cây mã số 6 em xin Zalo giá là 4 triệu rưỡi ạ. Khoan đợi đợi tí. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 7. Mã số 7 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam siêu hoa ha. Đường thân co lắc, có dáng bay à. Cây đang cho hoa trên cây luôn, thần chậu. Phơm tàn mịn à. Rồi em xin phép em đo kích thước. Ô lộn. Chiều cao của nó là 23. Tán ngang của nó là 38. Hoành của nó là 10, 17 ạ. Thì cây mã số 7 thì em xin Zalo với giá là 1 triệu 2 ạ. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 8. Mã số 8 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam siêu hoa ha. Cũng đường thân co lắc. Rất là duyên cây luôn. Phơm tàn mịn rồi, cây thuần chậu. Bệ đế cũng đẹp nữa, bỏ cọng nè. Rồi, em xin phép đo kích thước. Chiều cao của nó là 20. Tán đổ của nó là 27.
Rồi, hoành thân. Hoành thân của nó là 15. Cây mã số 8 em xin Zalo với giá là 1 triệu 2 ạ. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 9. Mã số 9 thì em xin giới thiệu đây là một cây cần thăng nha. Cần thăng mini để bàn ha. Hàng cũ quái. Rồi, em xin phép em đo kích thước ạ. Chiều cao là 24. Tán ngang là 25. Hoành cũ là 36. Cây mã số 9 em xin Zalo với giá là 600 ngàn ạ. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 10. Mã số 10 là em xin giới thiệu đây là một cây cần thăng luôn nha. Cây bộ rễ quái ha. Bò. Phơm tàn cũng mịn rồi. Rồi em xin phép đo kích thước cây này. Chiều cao là 27. Tán ngang của nó là 25. Hoành cũ của nó là 36. Cây mã số 10 em xin Zalo giá 600 ngàn ạ. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 11. Mã số 11 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam lá rí nha. Cây rin luôn á. Phơm tàn mịn quá đẹp luôn. Đế bỏ cọng. Cây này đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Lá rí á. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Chiều cao của nó là 25. Tán bay ra là 56. Tán ngang là 36. Rồi em xin phép em đo hoành. Hoành của nó là 22. Cây này em xin Zalo với giá là 1 triệu 8. Mã số 11 ạ. Em nghiêng lên cái 1 triệu 8 nha. Mã số 11, 1 triệu 8. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cây mã số 12. Mã 12 thì em cũng xin giới thiệu đây là cây linh sam lá rí luôn ha. Thì nãy muốn mua thì lấy một cặp giùm em ha. Em sẽ bớt chút đỉnh ạ. Cây đường thân co lắc ha, phơm tàn mịn. Bồi đế cũng đẹp nữa, cũ nở. Rồi em xin phép đo kích thước. Chiều cao của nó là 27. Tán bay là 56. Tán ngang là 35. Rồi em đo hoành. Hoành 27 ạ. Cây mã số 12 em xin Zalo giá là 1 triệu 8 ạ. 1 triệu 8 nha. Dạ dở là dở cái khoan khoan. Ngưng nghe, ngưng giùm em cái. Rồi. Cây 13 ha. Mã số 13 thì em xin giới thiệu đây là một cây ổi tàu nha. Ổi tàu siêu trái ạ. Cây dáng cực lắc. Lắc nhẹ, bệ đế cũng nở ha. Phơm tàn mịn. Cây đang cho bông đầy cây hết luôn. Đầy cây hết. Quá đẹp luôn, quá tí bồng.
Cây này về mà tới chừng nó trổ hoa ra ra trái nhìn ghiền luôn. Đỉnh của chớp luôn. Rồi em xin phép em đo ạ. Dạ. Chiều cao của nó là 47. Tán ngang của nó là 70. Đang gà trái ha. Gà bông. Gà bông ha. Bông đầy hết nè. Nụ bông đầy cây. Đây nè phải không? Cái này cái về bữa Tết cái nó trổ hoa xong cái nó đậu trái đầy hết. Đã. Rồi em đo hoành nha. Hoành của nó là 28 ạ. À. Cây mã số 13 em xin giao lưu giá là 2 triệu rưỡi ạ. À. 2 triệu rưỡi nha quý cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 14. Vậy được anh. Rồi. Rồi, cây 15. Cây cây mã số 14 thì em xin giới thiệu đây là một cây ổi tàu luôn nha. Cây đường thân co lắc. Rồi, cây 14 rồi ha. Đẹp lắm. Lắc mà lắc gắt mà đế cũng đẹp nữa. Nhìn rất là khéo cây ha. Duyên. Cây cũng đang làm hoa nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép em đo kích thước ạ. À. Chiều cao của nó là 44. Tán ngang của nó là 79. Con tàn này nó. Rồi em đo hoành. Hoành của nó là 20 ạ. À. Cây mã số 14 em xin giao lưu với giá là 2 triệu 9 ạ. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 15. Mã số 15 mà em xin giới thiệu đây là một cây linh sam nha. Linh sam 3 thân. Cây đang cho hoa ha. Cho hoa trên cây luôn ạ. À. Chuẩn bị là bung ra nở nha quý cô chú anh chị. Rất là đẹp. Linh sam song hình. Rồi em xin phép em đo kích thước cây này ạ. À. Bự ạ, à. Không có nhỏ đâu. Chiều cao của nó là 36. Tán ngang của nó là 64. Rồi em đo hoành. Hoành của nó là 38 ạ. À. Ủa bự ghê. Cái này giá là 2 triệu 9 nha quý cô chú anh chị. 2 triệu 9 em bao ship. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 16. Ê, hết hồn cu. Mã số 16 thì em xin giới thiệu đây là một cây cần thăng nha. Cần thăng phối tượng mini để bàn dễ thương lắm. Rồi em xin phép em đo kích thước ạ. À. Chiều cao của nó là 25. Tán ngang của nó là 31. Cây đã thuần chậu ạ. À. Rồi em đo hoành. Hoành của nó là 33 ạ. À. Cây mã số 16 em xin giao lưu giá là 900 ngàn ạ. À. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 17. Mã số 17. Em xin giới thiệu đây là một cây ổi tàu nhé. Cây dán trực. Lắc bay ha. Đang cho hoa nha quý cô chú anh chị. Đang lên đầu bông. Rồi em xin phép em đo kích thước ạ. À. Chiều cao của nó là 40. Tán ngang của nó là 59. Chuẩn bị tắt nha. Hoành của nó là
23 ạ. Hoành nó 23. Dạ. Cây mã số 17 em xin Zalo giá 2 triệu 3 ạ. Rồi quay đi, quay vòng. Rồi. Chuyện tùm lum. Rồi, cây 18 ha. Mã số 18 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam hoa trắng phớt hồng nha. Cây thuần chậu. Đế rất là đẹp ha. Đế hàng xích đế ạ. Dạ, quay đi. Rồi, giả lên hơn trước. Ui, vừa. Rồi. Rồi em xin phép em đo kích thước ạ. Chiều cao của nó là 20. Tán ngang của nó là 41. Hoành của nó là 15 ạ. Cây mã số 18 em xin Zalo giá 1 triệu 8 ạ. 1 triệu 8 nha quý cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu với cây mã số 19. Mã số 19 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam hoa trắng phớt hồng nha. Cây đường thân lắc ha. Lắc giót ha. Phơm tàn đẹp. Rồi, em xin phép em đo kích thước ạ. Đợi. Chiều cao của nó là 43. Tán ngang của nó là 45. Hoành của nó là 31 ạ. Mã số 19 em xin Zalo với giá là 2 triệu 8 ạ. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 20. Mã số 20 thì em xin giới thiệu đây là một cây mai chiếu thủy lá trung ha. Phơm tàn kính cây và phần chậu à. Dáng lắc nè ha, rất là đẹp luôn. Rồi, em xin phép em đo kích thước. Chiều cao của nó là 23. Tán ngang của nó là 43. Hoành của nó là 17. Cây mã số 20 em xin Zalo với giá là 1 triệu rưỡi ạ. Nghiêng nghiêng cái. Mã số 20 em xin Zalo với giá là 1 triệu rưỡi nha. Dạ. Bao ship cả chậu. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 21 ạ. Bây giờ bạn quay xích vô một chút nha. Chưa đâu. Vô trong một chút nha. Chưa. Rồi. Động tầng. Mã số 21 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam ha. Linh sam sông Hinh ạ. Cây rất là già và đang cho bông đầy cây luôn ạ. Có đường thân lắc nhạo ở đây ha. Lắc nhạo với bay ra. Rồi xin phép em đo kích thước cây này. Chiều cao của nó là 43. Tán ngang của nó là 51. Rồi em đo hoành. Hoành của nó là 19 ạ. Dạ. Cây mã số 21 em xin Zalo với giá là 1 triệu rưỡi ạ. 1 triệu rưỡi ha. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 22. Mã số 22 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam lá rí ha. Linh sam lá rí. Hình như cây rin luôn á. Cây rin luôn nha quý chú anh chị. Cây có bộ đế cũng rất là đẹp luôn. Nở cũ à. Nè, bỏ cọng nè. Đường thân lắc. Rồi em xin phép em đo kích thước cái này.
Chiều cao của nó là 33. Tán ngang của nó là 52. Rồi em xin phép em đo hoành ạ. Hoành của nó là 19 ạ. Dạ. Cây mã số 22 em xin Zalo với giá là 1,5 triệu ạ. Nó có dịch chày hay lũa gì? Dạ đúng rồi. Trái đây. Chày ha. Dạ, 1,5 triệu em bao ship cả chậu nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 23. Mã số 23 thì em xin giới thiệu đây là một cây ổi ạ. Ổi siêu trái nha, ổi tàu siêu trái nha. Đế nở. Hơi lắc ha, trực lắc. Cây đang lên đầu bông. Phôm tàn đẹp rồi ha. Rồi em xin phép đo kích thước cây này. Cây này lùn gọn cây lắm. Chiều cao của nó là 34. Tán ngang của nó là 67. Rồi em xin phép em đo hoành. Hoành của nó là 33. Cây này em xin Zalo với giá là 3,2 triệu nha. Mã số 23. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 24 ạ. Dạ. Mã số 24 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam hoa tím ha. Cây bệ đế rất là nở và bỏ cặm rất là đều luôn. Phơm tàn già mịn. Đang cho bông đầy cây ha. Rồi, em xin phép đo kích thước ạ. Mã số 24. Chiều cao của nó là 27. Tán ngang là 43. Hoành của nó là 17 ạ. Mã số 24 em xin Zalo với giá là 1,8 triệu ạ. Nhìn cái cây em thì yeah. 1,8 triệu em bao ship cả chậu mã số 24. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến mã số 25. Mã số 25 thì em xin giới thiệu đây là một cây ổi tàu nha. Cây dáng nghiêng nghiêng. Bye bye. Em cũng không biết dáng gì luôn. Lạ lạ quá. Cây đang lên đầu bông ha. Phơm tàn mịn rồi. Xé bánh rất là đẹp luôn. Thuần chậu. Rồi em xin phép em đo kích thước. Chiều cao của nó là 44. Tán ngang của nó là 68. Hoành của nó là 23. Mã số 25 em xin Zalo với giá là 2,5 triệu ạ. Nó bị vết ở dưới đây. Ờ cái này là nào. cái lúc mình xử lý cây á. Bên kia. À, bên lũa hả? Dạ nó có một cái vết lũa ở đây, em cũng không thấy. Lũa cứng hay ha. Dạ. Thì cây này em xin Zalo với giá là 2 triệu ạ. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 26. Mã số 26 là một cây cần thăn ha, phối tượng. Cây mini để bàn, nhìn rất là duyên cây, củ bự ha. Phơm tàn già và cây không sẹo. Chiều cao của nó là 25. Tán ngang là 25. Đâu hoành luôn ha. Yeah. Tủ. Hoành cũ của nó là 36. Yeah. Mã số 26 em xin Zalo giá 900.000 ạ. 900.000 bao ship. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 27. Nếu lấy một cặp thì em bớt ha.
cũng là một cặp cần thăng luôn, một cây cần thăng luôn, mã số 27. Cây phối tượng luôn. Rồi, em xin phép đo kích thước cây này ạ. Chiều cao của nó là 26. Tán ngang của nó là 29. Hoành cũ của nó là 33. Tính 32 luôn đi. Mã số 27 em xin Zalo giá 900 ngàn ạ. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 28. Mã số 28 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam 86, cây già ha. Thuần chậu. Già ghê luôn á. Cây zin nha quý cô chú anh chị. Linh sam 86 zin. Rồi, em xin phép em đo kích thước cây này. Đang lên chân bông nhóc luôn. Chiều cao của nó là 32. Tán ngang của nó là 41. Thì cây mã số 21. Ủa lộn. 28. 28. Hoành của nó là 17. Mã số 28 em xin Zalo với giá là 2,2 triệu, em bao ship cả chậu ạ. À. 2,2 triệu nha quý chú anh chị. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 29. Mã số 29 thì em xin giới thiệu đây là một cây sam núi trái ha, dáng thác đổ. Co lắc rất là đẹp luôn. Xé bánh. Phơm tàn mịn. Này là em hôm nay em xiết nước để em tính làm thêm một đợt trái nữa nha. Nhìn cái lá nó hơi vàng chút xíu nha quý chú anh chị. Rồi, em xin phép đo kích thước ạ. Chiều cao từ mặt chậu lên đến ngọn là 31. Cái tán đổ của nó là 64. Tán ngang của nó là 37. Rồi rồi rồi, khoan. Rồi, hoành không đi. Rồi, em đâu hoành ha. Hoành của nó là 14 ạ. Cây mã số 29 em xin Zalo với giá là 5 triệu em bao ship cả chậu ạ. Rồi, để em quay bộ xin. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 30. Mã số 30 thì em xin giới thiệu đây là một cây sam hương nha. Dáng thác đổ, đường thân co lắc rất là đẹp luôn. Sam hương Đài Loan. Lắc mà lắc này lắc quái luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành của nó là 16. Chiều cao của nó là 38. Tán đổ của nó là 48. Cây mã số 30 em xin Zalo với giá là 2,5 triệu ạ. 2,5 triệu nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 31. Mã số 31 thì em xin giới thiệu cũng là một cây sam núi trái dáng thác đổ nha. Phơm tàn cũng già. Kính cây hết. Cây thuần chậu ạ. Không có sẹo nha quý cô chú anh chị. Già dữ lắm rồi. Rồi em xin phép em đo kích thước cây sam núi trái này. Chiều cao của nó là 30. Tán đổ của nó là 67. Tán ngang của nó là 56. Rồi em đo hoành nha. Hoành cái này là 11 ạ. Mã số 31 em xin Zalo với giá là 4,8 triệu ạ. 4,8 triệu em bao ship cả chậu ạ. Quay quan trọng. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 32, cũng là cây cuối clip luôn ha.
Mã số 32 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sa, ố lộn, cây sam hương Đài Loan nha. Sam hương Đài Loan. Đường thân nó lắc quái ghê luôn á quý cô chú anh chị. Nhìn nó lắc thấy ham. Nó lắc mẹ muốn lắc theo luôn. Coi nè. Rồi, em xin phép em đo kích thước cây này nha. Sam hương Đài Loan. Chiều cao của nó là 36. Tán ngang của nó là 53. Rồi, em xin phép em đo hoành nè. Hoành của nó là 20 ạ. Cây mã số 32 em xin giao lưu với giá là 2,2 triệu ạ. 2,2 triệu em bao ship cả chậu. Rồi thì mã số 32 cũng là mã cuối cùng của video clip của em ngày hôm nay. Thì em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành nhiều thời gian để xem video clip của em ha. Thì em xin hẹn quý cô chú anh chị qua cái dịp đầu năm mới ha. Thì em sẽ mở hàng những cái mặt hàng mới để giới thiệu đến quý cô chú anh chị. Thì em xin kính chúc quý cô chú anh chị có một năm mới và một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ha. Rồi em cảm ơn quý cô chú anh chị nhiều lắm ạ.